Trần Nhật Phong kính chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Vô Đề sáng Chủ nhật, và bây giờ là 7 giờ sáng giờ California, tức là 9 giờ sáng giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 5 tây tháng 7 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một sáng Chủ nhật thì chúng ta lại có chương trình Vô Đề, cũng giống như là chương trình Tán Gẫu sáng thứ Bảy, tức là đề tài được mở rộng để tất cả khán thính giả có thể đóng góp tất cả những cái ý kiến, hoặc là có những cái đề tài mà quý vị muốn nói tới. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì Phong xin chào các bạn bên Facebook nha. Facebook vào cũng khá đông rồi. Không biết là bên YouTube đã vào được nhiều chưa, nhưng mà hình như là bên YouTube vào cũng đã nhiều rồi. Ok các bạn, ok, mến chào mọi người. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần mà lướt qua những cái lời chào hỏi đi nha, để chúng ta có bắt đầu đọc những comment của tất cả mọi người ở trên Facebook lẫn trên YouTube. Cho phép Phong đọc bên Facebook trước rồi chúng ta mới bước qua bên YouTube sau nha. Ok, rồi bây giờ Facebook nè, có lướt qua những lời chào hỏi đi. Đề tài nào là đề tài các bạn nói tới đây? Chào không? Bên YouTube là chào không? Rồi, mình qua bên Facebook, Facebook là chào không? Rồi, bây giờ bên YouTube nè, ok. Wow, bên YouTube là cũng đã vô khá đông rồi. Anh Phong có tin tới gì đập Tam Hiệp? Tôi đã nói với các bạn như vậy rồi, không có tin tức gì mới hết. Chừng nào nó sập thì tất cả thế giới đều biết hết, không cần phải hỏi nhiều về đập Tam Hiệp nha, ok. Rồi, wow. Dạ, ngày hôm nay tôi có cái nón là tôi mua ngay tại cái khách sạn của Tổng thống Trump, và cùng với cái áo này cũng mua tại khách sạn của Tổng thống Trump. Đây là cái nón mà mua ngày hôm qua, ok. Có điều là ngày hôm qua thì quay nó bị mất âm thanh, cho nên là bây giờ không có làm được. Một lát nữa thì Phong sẽ đi một nơi khác, hy vọng sẽ quay được một số những cái cảnh cho các bạn nha, ok. Rồi, ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ từ thập niên 90 cho đến nay cao nhất là bao nhiêu anh Phong? Cao nhất là năm nay 741 tỷ Mỹ kim là cao nhất nha. Ok. Tình hình Mỹ Trung Quốc sao đây anh Phong? Thứ bảy Chủ nhật đưa tin ít quá. Thứ bảy Chủ nhật là cái ngày mà tôi làm chương trình tự do, ít đưa tin, chỉ có sáng Chủ nhật là tôi có chương trình thời sự cuối tuần. Tuy nhiên thì cả hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có cuộc tập trận trên Biển Đông. Đó là tình hình mới nhất nha. Ok. Rồi tiếp tục. Tôi vừa nói xong tình hình Biển Đông rồi nha. Một lát trong phần tin thời sự tôi sẽ có thêm. Rồi tiếp tục. Anh Phong nói về Việt Tân một chút để em hiểu rõ được không ạ? Chả có gì để nói hết, tự lên Google kiếm. Tôi không muốn nhắc tới cái đám khốn nạn này ở đây nha, ok. Tình hình tập trận của Hoa Kỳ tại Biển Đông anh nhé, đang tập trận hai chiếc hàng không mẫu hạm. Một lát nữa trong phần tin thời sự tôi sẽ có đầy đủ các cái chi tiết cho các bạn. Và ngày hôm nay Trung Quốc lại đe dọa vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đó là những bản tin thời sự một lát nữa tôi sẽ up lên nha, ok. Rồi tiếp tục, wow. Có lẽ Hoa Kỳ đã tính tới trường hợp hậu chế độ Cộng sản Tàu nên ông Trump tái đắc cử. Chưa biết được. Cho tới giờ phút này thì chúng ta không thể có được nhiều chi tiết để chúng ta có thể khẳng định được cái thời gian nào là cái thời gian có thể bùng nổ một cuộc tranh chấp về quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng chúng ta biết điều đó sẽ xảy ra nha. Bắc Hàn sao rồi? Bắc Hàn hôm nay có tuyên bố mới. Một lát nữa trong bản tin của thời sự cuối tuần tôi sẽ có tin thêm liên quan tới Bắc Hàn. Rồi, wow. BLM đạp lên lá cờ Hoa Kỳ, chính phủ có xử lý không anh? Trên nguyên tắc đó là quyền tự do ngôn luận của họ. Nhưng mà hành động mà xúc phạm lá cờ thì Tổng thống Trump đã đề nghị là sẽ có mức án nếu như mà họ xúc phạm lá cờ. Nhưng mà có vẻ cái đề nghị này sẽ khó có thể qua được, bởi vì cái đề nghị và cái sắc lệnh này của Tổng thống Trump nếu như mà ban hành thì có thể bị vi hiến, tức là vi phạm hiến pháp. Tại vì cái hành động mà đốt cờ hay giẫm lên lá cờ nó vẫn là cái quyền bày tỏ ý tưởng chính trị, và nó nằm trong cái quyền tự do ngôn luận tuyệt đối của Hoa Kỳ. Do đó thì tôi không biết được là cái việc mà đốt cờ hay là giẫm lên lá cờ thì nó sẽ như thế nào. Nhưng trong giai đoạn này, trong thời điểm này thì nó hoàn toàn không có bị truy tố gì hết nha các bạn. Rồi tiếp tục. Tất cả cái áo và cái nón của tôi mặc là tôi coi trước hết rồi. Hôm qua tôi có một người không hiểu vấn đề bày đặt lên nói là cái nón này make in China. No. Tất cả những cái đồ bán trong Trump Tower
đều là made in USA nha các bạn. Tất cả những cái phòng gift shop ở trong đó tôi đã coi hết rồi, đều là made in USA hết, không có một cái nào gọi là made in China hay made in ở nước ngoài cả nha. Ok rồi, tiếp tục. Pháp ủng hộ lập trường chống tàu cộng của Mỹ phải không bạn Phong? Tôi không thấy ông Manuel Macron lên tiếng gì cả. Có điều là phía Hoa Kỳ đang đơn thương độc mã cùng với khối ngũ nhãn, là có một cái lập trường rõ ràng đối với Bắc Kinh. Riêng Pháp nằm trong khối Liên hiệp Âu Châu thì tôi không biết là họ có đứng chung cái lập trường này với Hoa Kỳ hay không. Nhưng cho tới giờ phút này, ông Macron và bà Angela Merkel có vẻ đi ngược lại chính sách của Hoa Kỳ. Còn trong Liên minh NATO thì đang bị chia rẽ. Nhiều quốc gia trong Liên minh NATO ủng hộ cho Hoa Kỳ, nhưng Đức, Pháp vẫn là hai quốc gia dẫn đầu trong việc chống đối cái việc mà gia tăng ngân sách của Hoa Kỳ nha các bạn. Rồi tiếp tục nè. Wow. Anh Quốc lên kế hoạch cấm 5G của Huawei có. Cái đó là lời tuyên bố của Thủ tướng Anh ngày hôm qua, và hôm nay tôi có, một lát nữa tôi sẽ có bản tin. Và bên cạnh đó thì có một thành viên thân Bắc Kinh của Anh ở trong Nghị viện Anh thì tuyên bố rằng là sẽ cho Huawei được phát triển cái mạng lưới 5G với những điều kiện kèm theo. Thì tôi không biết điều kiện đó là cái gì, một lát nữa trong bản tin chúng ta sẽ biết được nha. Rồi tiếp tục. Nhiệt độ ở đập nước nhiệt độ 150 độ về độ F, độ F nha các bạn. Cái mà tôi đang đọc ở Mỹ là độ F thôi nha. Ok. Ken West Trump, he say on Twitter he will run for president 2020. Đúng, bản tin đó tôi cũng có ngày hôm nay, nhưng mà chỉ mới là lời tuyên bố thôi nha các bạn, chưa có chính thức điền đơn nha. Rồi tiếp tục. Tình hình Hồng Kông sao rồi anh Phong? Tổng số người Hồng Kông bị Cộng sản Trung Quốc bắt là bao nhiêu người? Tổng số người bị bắt mà kể từ hôm mà cái đạo luật có hiệu lực cho tới bây giờ đó, 370 người. Và số người mà sẽ bị truy tố theo cái đạo luật mới thì khoảng trên 10 người. Đó là con số mà chúng ta có được nha các bạn. Tình hình Ấn Độ và Trung Quốc có căng thẳng thêm không anh Phong? Cho tới giờ phút này thì đôi bên vẫn chưa có những cái hoạt động gì mới, mặc dù đôi bên đang có cuộc thảo luận là sẽ rút quân từ từ, tức là họ sẽ rút quân từng đợt để giảm đi cái căng thẳng ở biên giới, thì đó là lời cam kết của giới quân sự đôi bên. Còn mà biến chuyển mới thì chưa thấy. Sao Nhật Bản, Hàn Quốc không lo sản xuất vũ khí nguyên tử tự vệ vào thủ thuộc Hoa Kỳ? Họ được phép sản xuất hay không? Cộng đồng quốc tế có cho phép họ sản xuất hay không? Ok, Nhật Bản và Nam Hàn đều không có được phép sản xuất vũ khí nguyên tử nha các bạn. Ok. Rồi, wow. Trung Cộng giật dây châm ngòi cho Thế chiến thứ ba tự động sang tay thì ông trời sẽ trừng phạt thích đáng Trung Cộng hay không? Họ giật dây, họ không tôi không nghĩ họ giật dây cho Thế chiến thứ ba. Họ đang làm tất cả mọi thứ để mọi người đừng chú ý tới cái nội bộ của họ và đừng chú ý soi đèn quá nhiều cho những cái hành động mà gọi là tìm cách giữ quyền lực của Đảng Cộng sản nha các bạn. Do đó là không phải họ gây thế chiến khắp nơi để mà nó gọi là để tạo ra thế chiến thứ ba, họ chỉ muốn làm nóng ở bên ngoài để người ta bớt chú ý bên trong thôi. Bản thân Bắc Kinh không muốn có chiến tranh, họ rất sợ, bởi vì họ biết chiến tranh sẽ khiến cho cái quyền lực của Đảng Cộng sản của Trung Quốc sẽ bị sụp đổ, cho nên họ không muốn chiến tranh, họ chỉ muốn làm nóng tình hình bên ngoài để mà người ta bớt chú ý bên trong thôi. Nhưng lần này thì họ đánh giá sai lầm cái chiến lược của Hoa Kỳ, họ càng làm nóng thì Hoa Kỳ đổ thêm dầu vào, đó là cái chính nha các bạn. Rồi tiếp tục. Đổ lỗi cho virus corona xuất phát từ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha có lên tiếng gì không anh Phong? Ngày hôm qua thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói lời này, nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì tôi chưa thấy chính quyền Tây Ban Nha lên tiếng gì cả. Bây giờ Trung Quốc tìm cách đổ tùm lum hết. Nó xuất phát từ Vũ Hán, nó bùng nổ từ Vũ Hán, nó lan tràn ra khắp thế giới, mà tới bây giờ Bắc Kinh vẫn tìm cách đổ lỗi cho quốc gia này quốc gia kia nha các bạn. Rồi tiếp tục. Những nước đồng minh của Mỹ như Úc, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan có khả năng chế tạo nguyên tử hay không? Nhật dư sức, Nhật là một trong những nơi mà có đi nhận xốp xây lò nguyên tử cho nước khác mà các bạn. Nhưng có điều là gì? Họ bị trói buộc trong cái hiến pháp và họ không phát triển cái nguyên tử qua phần quân sự. Họ chỉ phát triển nguyên tử ở phần dân sự thôi. Luật không cho phép, nhưng mà Nhật,
Nhật là cái quốc gia mà có một trong những cái quốc gia mà có cái trình độ xây dựng lọ nguyên tử an toàn nhất thế giới, nhưng giá thành của họ rất cao, cao tương đương hoặc là hơn của Mỹ luôn đó. Ok, chính vì vậy mà ít quốc gia nào đặt lọ nguyên tử của Nhật lắm. Họ thường thường họ đặt bên Nga, là bởi vì thứ nhất là bên Nga không có trói buộc cái điều này, thứ hai giá thành của Nga rẻ hơn. Họ không trói buộc, tức là Hoa Kỳ, Đức và Nhật là ba quốc gia xây dựng lọ nguyên tử cho những quốc gia khác, nhưng trong điều kiện là họ buộc những cái quốc gia mà họ xây đó là không được phép phát triển cái nguyên tử qua bên là lĩnh vực quân sự mà chỉ là dân sự thôi thì họ xây. Còn Nga đó thì họ không trói buộc điều này, do đó có nhiều quốc gia có cái tham vọng nguyên tử đó thường thường đặt hàng của nước Nga là để họ có được cái lò nguyên tử, và từ đó họ lấy những cái thông tin, họ lấy cắp những cái ý tưởng và cái cách nghiên cứu đó để họ bắt đầu thực hiện các cái chương trình nguyên tử về quân sự. Còn Nhật thì không có nha các bạn. Rồi tiếp tục, Black Lives Matter dựng ở khu thương mại cộng đồng ở Houston, có tin ai là người dựng lên không? Theo tôi biết thì là cái nhóm cộng đồng bên Houston họ đã ra một cái văn thư, thì họ nói rằng là họ là hội cộng đồng, họ nên profit, họ không xen vào chính trị. Cái điều này á, là họ chỉ là một cái thứ gọi là mượn danh nghĩa để mà nói thôi. Từ xưa đến nay họ có bày tỏ quan điểm chính trị về vấn đề cộng sản Việt Nam không? Có. Họ vẫn ra những cái văn thư lên án cộng sản Việt Nam đàn áp nhân quyền bla 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 bla, đó là chính trị rồi. Thì tại sao lần này cái nhóm hội cộng đồng của người Việt bên đó lại ra văn thư là căn cứ trên cái giấy phép của họ là 503C là non profit, tức là bất vụ lợi, là không được phép xen vào những vấn đề chính trị. Vậy thì họ đừng lên tiếng chống cộng sản, tại chống cộng sản là một hành động, một ý tưởng chính trị rồi. Cho nên cái thông báo của hội cộng đồng người Việt ở Houston á, tôi thấy nó bựa vô cùng. Nó bựa ở chỗ là gì? Sợ đụng chạm cái đám gốc Việt, một vài thằng phần tử gốc Việt ở bên đó ủng hộ cho cánh tả và ủng hộ cho đám Black Lives Matter. Nhưng mà trong khi đó cả khối cộng đồng của mình ở Houston đa phần là rất bất mãn với các cuộc biểu tình bạo động của Black Lives Matter và kể cả Antifa. Nhưng mà nhóm hội cộng đồng này viện lý do ở trong cái tờ giấy phép mà của họ về non-profit, tức là bất vụ lợi đó, thì không được phép lên tiếng về chính trị. Ủa, vậy thì bao nhiêu năm nay họ lên án cộng sản Việt Nam, họ ra văn thư rồi lên án tùm lum hết đó, thì cái đó có phải là chính trị không? Cái đó có phải là chính trị hay không? Mà bây giờ lại lên tiếng nói là không có ý kiến về chính trị, về chính trị là bởi vì nó không cho phép trong cái giấy phép của họ. Cái điều này là các bạn nghe là thấy bịp bợm rồi các bạn nha. Ok, do đó những người nào đã sinh sống Houston nên đặt vấn đề lại đi. Ok, tôi thấy là không được rồi. Đã lên tiếng thì còn né chuyện này chứ né chuyện kia, rồi viện cớ này viện cớ kia. Tôi thấy là quý vị thấy tôi thấy cách hành xử của họ rất hèn, rất là hèn, không dám bày tỏ quan điểm chính trị. Trong khi đó đó mà thấy chửi cộng ai cũng chửi cộng sản, cũng nhảy vô chửi cộng sản á, thì không có coi đó là ý tưởng chính trị. Cái đó cũng là hành động chính trị vậy, và cũng là quan điểm chính trị vậy. Vậy tại sao lúc trước chửi cộng sản thì được, bây giờ đụng tới Black Lives Matter thì không dám lên tiếng? Đó là cái mà tôi đang nói với các bạn, cái cách hành xử của cái nhóm gọi là hội cộng đồng bên Houston đó nha. Ok, rồi tiếp tục. Wow, đẩy lên một cái tôi không có kịp đọc của các bạn luôn. Anh Phong có biết vụ Đài Loan tập trận sự cố chết một người lính và một huấn luyện viên tự tử không anh Phong? Tôi có bản tin nói chiều là lát nữa trong phần thời sự là có một người binh sĩ bị thương nặng và có một trường hợp đã tự tử trước cái cuộc tập trận Han Kuen lần thứ 36 của Đài Loan. Đây là cuộc tập trận lớn nhất của binh lực Đài Loan mỗi một năm, và đây là lần thứ 36. Thì trong cuộc tập trận, trong lúc mà thực hiện cái kịch bản đổ bộ lên mặt đất đó, tức là đổ bộ lên đất liền đó, thì đã có một binh sĩ bị thương rất nặng, và trong đó thì trước đó thì có một binh sĩ đã tự tử, thì cái điều này có nha. Ok, một lát nữa trong phần tin thời sự tôi có bản tin này. Rồi tiếp tục, Nhật hầu như ngành nào họ cũng làm được cả, vậy có ngành nào chưa làm được hay không? Có nhiều ngành họ chưa làm được, có nhiều ngành cộng sản làm được họ chưa làm được. Các bạn nghe, các bạn hiểu được tôi muốn nói cái gì rồi. Ngành tham nhũng, ngành tham nhũng nước Nhật là ít nhất, nhưng mà ở Việt Nam là đứng đầu thế giới nha. Ok,
Rồi, Đài Loan có hiệp ước đồng minh với Mỹ không anh? Mỹ có ý định bảo vệ Đài Loan Trung Cộng để tấn công không? Có. Thứ nhất là năm 1979 khi mà chính thức Hoa Kỳ ban giao với Trung Quốc và gạt Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc và không thừa nhận cái tính chất độc lập của Đài Loan, thì Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua cái đạo luật gọi là đạo luật quan hệ với Đài Loan, tức là Taiwan Relations Act. Thì cái đạo luật này là buộc Hoa Kỳ phải tiếp tục giữ cái liên minh quân sự với Đài Loan và bảo vệ cho đảo quốc Đài Loan trước bất cứ một đe dọa nào. Đó là cái mà Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua năm 1979 đó, và do đó thì về mặt chính thức thì Đài Loan vẫn là đồng minh liên minh quân sự của Hoa Kỳ, và mà thứ hai là Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ cho đảo quốc Đài Loan. Đó là cái mà nằm trong cái đạo luật của năm 1979, ngay sau khi mà Hoa Kỳ cắt bỏ cái mối quan hệ và ngoại giao chính thức với Đài Loan để chuyển qua Bắc Kinh nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Những người nào mà vô đây chụp mũ thì là bị block đáng chịu nha, không cần nói nhiều nữa. Ok. Những người Hồng Kông bị bắt và xử theo đạo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc thì sao anh? Ai sẽ đòi quyền lợi cho họ? Em thấy thương và lo cho sự an toàn của họ quá. Chả có ai đòi quyền lợi cho họ cả. Họ phải tự đòi quyền lợi của chính mình. Ok. Vẫn còn có suy nghĩ là phải có người đi đòi quyền lợi giùm cho mình. Người dân Hồng Kông khi họ bị bắt về đạo luật đó, họ chấp nhận cái kết quả và họ chấp nhận những cái hậu quả. Và họ tự mình tranh đấu để giành lại quyền lợi của mình. Họ không chờ ai tranh đấu cho quyền lợi của họ, kể cả họ trong trong tù. Còn những người cảm thấy thương họ, giúp họ tranh đấu đó là chuyện khác. Nhưng người Hồng Kông họ không có suy nghĩ là họ vô tù là có người khác sẽ giúp họ tranh đấu cho cái mạng sống của họ, thay cho sinh mạng của họ. Tôi không nghĩ là như vậy nha. Ok. Rồi tiếp tục. Nếu Bắc Kinh có cách, nếu Hoa Kỳ có cách gì làm cho Bắc Kinh nổ súng trước thì bắt tay với ổn nó sang ăn vạ, đảm bảo đảm Trung Cộng nổ súng trước. Chưa biết được, nhưng mà cho tới giờ phút này thì sáng nay tôi có một bản tin tương đối là lời lẽ khá cứng rắn với lại phía Hoa Kỳ từ Bắc Hàn, là Bắc Hàn nói rằng là không cần thiết có cuộc đối thoại với Hoa Kỳ. Đó là những cái gì mà tôi thấy được nha các bạn. Rồi tiếp tục. Wow. WHO thú nhận không có khai báo thế giới về vi khuẩn Vũ Hán. Cái bản tin đó tôi đã đưa ngày hôm thứ sáu rồi. Tức là WHO đã thú nhận là Trung Quốc không cung cấp đầy đủ thông tin cho họ. Nhưng tại sao lúc thời điểm đó họ không tố cáo Trung Quốc, mà bây giờ 6 tháng sau rồi, sau khi bị áp lực của Hoa Kỳ và bị cộng đồng quốc tế lên án rồi, bây giờ họ mới thú nhận. Trong khi những chuyện mà họ giao tiếp với phía Bắc Kinh thì họ che giấu hoàn toàn. Họ không lên tiếng. Ngay trong thời điểm đó họ còn khen ngợi Bắc Kinh là chống dịch thành công nữa, kiểm soát dịch thành công nữa. Và bây giờ thì họ lại tiết lộ, họ nói rằng là do Trung Quốc không cung cấp đầy đủ thông tin cho họ và những gì họ biết được là chỉ trên Internet thôi. Các bạn nghe tức cười không? Một tổ chức chịu trách nhiệm cho cái vấn đề y tế của thế giới mà thời điểm đó quan trọng như vậy, họ nói là họ chỉ biết thông tin qua Internet thôi mà Trung Quốc không báo cáo gì cho họ hết. Tại sao lúc đó họ không lên tiếng? Mà bây giờ 6 tháng sau rồi, nó lan tràn khắp thế giới rồi, nửa triệu người đã bị thiệt mạng rồi, lúc bây giờ họ mới nói. Các bạn có thấy họ vô trách nhiệm không? Nha. Ok. Liệu Đức có trở mặt với Hoa Kỳ vì quyền lợi quốc gia thỏa hiệp với Trung Quốc không anh? Thì họ có quyền, nhưng mà bây giờ đặt lên quyền lợi của Hoa Kỳ với Đức và quyền lợi của Đức và Trung Quốc, quyền lợi nào cao hơn? Phía Trung Quốc có cái lợi thế hơn Hoa Kỳ là thị trường sản xuất giá rẻ. Đức có thể có được công nhân giá rẻ tùm lum hết, nhưng mà thị trường tiêu thụ của Trung Quốc á, nó còn thua các quốc gia khác nữa. Mà thị trường tiêu thụ sản xuất xong bán ở đâu? Cuối cùng vẫn là thị trường Hoa Kỳ là trên hết. Tại vì thị trường Hoa Kỳ tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới, đặc biệt là với kỹ nghệ xe. Một năm quý vị biết bao nhiêu chiếc xe Đức được tiêu thụ tại Hoa Kỳ hay không? So với những quốc gia khác, từ Mercedes, BMW rồi tới Audi, những hãng xe hiệu nổi tiếng của Đức đều đều là nhắm vào thị trường Hoa Kỳ là thị trường chính. Vậy thì Đức tự chọn đi. Cái quyền lợi nào lớn hơn? Giữa Hoa Kỳ và Đức, giữa Đức và Trung Quốc. Trong khi đó, Hoa Kỳ còn bảo vệ cho nước Đức trước sự đe dọa của nước Nga. 25.000 binh sĩ của Hoa Kỳ đang trú đóng để bảo vệ cho nước Đức nữa. Thì bây giờ tự xem đi. Tự xem đi. Tôi nghĩ rằng người dân Đức vẫn đứng về phía Hoa Kỳ. Chỉ duy nhất có bà Angela Merkel và đám đảng chính trị của bà ta. Bởi vì bà ta là đồng minh của Obama, bà ta chỉ muốn cho ông Trump thất cử
Cho nên bà ta ra sức chống lại tất cả những chính sách của Tổng thống Trump, trong đó bao gồm luôn chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc nha. Ok, rồi tiếp tục. Wow, đẩy lên quá trời luôn. Ok, Hội Cộng đồng Hiếu Sinh Phong nói là hèn là đúng, bọn này hèn lương lẹo như bản chất người Việt Nam không thay đổi bao nhiêu năm nên sẽ sống ở Hoa Kỳ. Ok, thì tôi nói với các bạn, tại sao họ khi mà người ta đặt vấn đề cái bảng mà Black Lives Matter nằm ngay trên đường Bel Air ở Houston, ai đã tới Houston đều biết, con đường Bel Air xưa nay là gần như là một cái trung tâm của cộng đồng người Việt. Về sau này á, ở bên kia cầu Highway á, bên kia cầu đó là nó có thêm cái Highway á, là nó có thêm cái cộng đồng của người Hoa nối tiếp con đường Bel Air. Nhưng mà hầu hết mấy chục năm nay á, người Việt Nam á là làm chủ và rất nhiều cơ sở thương mại và những miếng đất ở trên con đường Bel Air, gần như nó là một cái trung tâm của cộng đồng người Việt. Ngày xưa nó chia làm hai nơi, ngày xưa nó nằm ở dưới downtown của Houston, nhưng mà rồi dần dần thì bây giờ tất cả dời về Bel Air hết rồi. Bây giờ nó treo nguyên cái bảng ngay trên trước mặt cộng đồng, mà bây giờ cái hội cộng đồng đó lên tiếng nói rằng là bây giờ là bởi vì cái giấy COT của họ, tức là cái giấy mà non profit của họ đó, là không được phép có ý kiến về chính trị. Ủa, vậy thì họ lên tiếng mấy chục năm nay lên án Cộng sản Việt Nam tùm lum hết, thì cái đó có phải ý kiến chính trị không? Cái này là lối bịp bọm thôi các bạn, một cái hình thức gọi là tránh né, không dám trả lời thôi nha. Ok, rồi tiếp tục. Wow, hôm nay Trung Quốc lại xâm phạm không phận Đài Loan và bị rượt đuổi nữa phải không? Đúng, một lát nữa trong bản tin thời sự tôi có là đây là lần thứ 10 kể từ ngày 9 Tây tháng 6 vừa qua. Tức là từ 9 Tây tháng 6 vừa qua cho tới bây giờ, chưa đầy một tháng, thì đã có 10 lần là chiến đấu cơ của Trung Quốc xâm phạm vào không cái vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan nha. Ok, anh Phong, Hồng Kông quá anh qua anh sống, về tài sản họ mất hết sao anh? Thì họ có quyền bán, họ bán tài sản trước khi họ qua anh, mặc dù họ có qua anh sống đi nữa, nhưng mà cái quyền sở hữu tài sản của họ ở Hồng Kông vẫn có. Bởi vì Hồng Kông lúc mà trao trả về Trung Quốc, nó được 50 năm bất biến, thì trong đó có những cái quy định rồi. Tức là họ vẫn được sở hữu tài sản và đất đai ở đó. Nó không giống như ở Bắc Kinh, ở Trung Quốc. Nó không giống như ở Trung Quốc là người dân làm chủ căn nhà, nhưng mà miếng đất là Đảng Cộng sản Trung Quốc làm chủ. Nó không giống như vậy. Hồng Kông người dân vẫn được quyền mua đất đai và mua nhà cửa. Đất đai chủ yếu là đất đai. Do đó, dù họ có qua định cư bên Anh đi nữa, thì tài sản họ ở Hồng Kông vẫn còn đó. Và nếu Trung Quốc xâm phạm vào tài sản của họ, thì khi họ trở thành công dân Anh thì họ có thể nộp đơn kiện ở tòa án của Anh để mà kiện ngược lại Cộng sản Trung Quốc. Đó là cái chuyện mà có thể xảy ra nha các bạn. Rồi tiếp tục. Wow. Putin đổi hiến pháp cai trị nước Nga đến 2036. Ok, ông ta đổi cái hiến pháp và người dân Nga đã đồng ý đổi hiến pháp, tại vì người dân Nga bỏ phiếu cho vấn đề này, thì nó mở ra cái lộ trình cho ông ta có cơ hội tranh cử thêm hai lần nữa, thì ông ta có cơ hội cầm quyền tới năm 2036. Nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ gọi là automatic, tức là tự động sẽ cầm quyền. Cái đó không đúng, Nga vẫn có chế độ bầu cử nha các bạn. Và ông ta có cơ hội, bởi vì không có thế lực chính trị nào mà có thể chiếm được quyền của ông ta, thì ông ta có thể cai trị tới năm 2036. Chứ không phải là đổi cái hiến pháp đó là ông tự động ông được cầm quyền cho tới năm 2036 nha. Ok, theo anh, Hoa Kỳ và Trung Quốc có chiến tranh không? Tôi đã khẳng định với các bạn rất nhiều lần ở trong các livestream của tôi, đôi bên sẽ không tránh được một cuộc xung đột quân sự, tức là chiến tranh. Nhưng thời điểm xảy ra và mức độ lớn nhỏ chúng ta chưa biết nha. Ok, wow, đẩy lên một cái quá trời luôn. Ok, anh Phong, em hỏi Hồng Kông muốn thành lập một nhà nước độc lập như Đài Loan không anh? Người dân Hồng Kông đương nhiên họ muốn điều này, nhưng mà họ chưa nói ra, tại vì bây giờ nói ra điều này thì sẽ bị án tù chung thân bởi Bắc Kinh. Bởi vì trong cái đạo luật an ninh là nó coi cái tội đầu tiên hết là cái tội ly khai, tức là độc lập tức là ly khai rồi, thì lúc đó những người nào kêu gọi độc lập sẽ bị kết án tù chung thân, căn cứ trên đạo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh vừa áp dụng cho Hồng Kông nha. Ok, ông Trump trận kỹ thuật của Trung Quốc đã phản ứng gì chưa bác Phong? Hay chịu cho ông Trump muốn làm gì thì làm? Ủa, ổng trận là chuyện của ổng chứ, Bắc Kinh muốn làm gì thì cứ làm đi, tại sao đi hỏi tôi?
Ông Trump ông trận là ông bảo vệ cho ngành kỹ thuật của Hoa Kỳ và bảo vệ cho việc làm của Hoa Kỳ và bảo vệ cho tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Bắc Kinh muốn thì tự mình sáng tạo đi. Hay là lại muốn trò dở trò ăn cắp thì ông Trump lại xử lại là kiểu khác. Thì bây giờ nếu Bắc Kinh phản ứng thì cứ việc làm đi, tại sao đi hỏi tôi mà không hỏi Bắc Kinh là ủa tại sao các anh không sáng tạo mà các anh suốt ngày đi ăn cắp của người khác. Ok rồi, tiếp tục. Trong luật an ninh mới áp đặt Hồng Kông bao gồm việc dẫn độ vào Hoa Lục không không, nó coi như là gần như là cái luật an ninh này nó không cần phải một cái luật dẫn độ nữa các bạn. Lúc trước chưa có luật an ninh thì khi mà muốn dẫn độ một người về Hồng Kông qua Trung Quốc đó thì phải đáp ứng cái luật dẫn độ và do quan tòa là cái người quyết định sau cùng, là ổng căn cứ trên những cái đòi hỏi của phía phía Trung Quốc và ổng căn cứ trên những bằng chứng họ có rồi họ mới quyết định là cho phép dẫn độ hay không. Đó là trước khi có đạo luật an ninh quốc gia. Nhưng khi có đạo luật an ninh quốc gia mà khi mà những người bị bắt mà liên quan tới tội này đó thì không cần luật dẫn độ con khỉ gì hết, là công an của Trung Quốc và an ninh của Trung Quốc có mặt ngay Hồng Kông, nó bắt xong nó đem về thẳng vào Trung Quốc luôn và không cần qua một cái luật dẫn độ hay là một cái phiên tòa dẫn độ gì hết. Chính vì vậy mà cộng đồng quốc tế và Hoa Kỳ mới lên án gay gắt cái trò này của Trung Quốc nha các bạn. Rồi tiếp tục. Tôi e ngại Trung Quốc đánh Đài Loan vì Trung Quốc cứ cho máy bay vào không phận của Đài Loan hoài, đánh đi cho vui. Thật sự họ có ý đồ chứ không phải không đâu các bạn. Ý đồ thứ nhất là họ muốn gửi một cái thông điệp tới Hoa Kỳ và Đài Loan. Đó là hành động đầu tiên. Thứ hai là những cái hành động mà tiếp cận vùng không phận này đó, mục đích của họ, cái chiến thuật của họ là gây rối vùng không phận. Tức là Đài Loan phải liên tục chú ý tới cái vùng không phận của mình đã bị xâm phạm liên tục. Thì lúc đó có thể những nơi khác sẽ bị lơ là. Ví dụ như là tàu ngầm ở dưới mà lòng biển hay là trên mặt biển bất ngờ nó tấn công qua bằng bằng đường biển chứ không phải đường hàng không. Đây là cái hành động cố tình gây rối cho Đài Loan phải chú tâm vào cái vùng không nhận dạng phòng không của mình. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái chiến thuật mà Trung Quốc đang chuẩn bị để đánh úp Đài Loan bất ngờ nha các bạn, bởi vì họ không tự tin là sẽ đánh chiếm được Đài Loan trong vòng vài tiếng đồng hồ. Vì lúc lúc đó là lực lượng của Hoa Kỳ từ Okinawa đã đáp ứng rồi. Do đó bây giờ họ tìm cách gây rối để tìm cách đánh úp ở một cái mặt khác, tức là họ đánh úp bằng đường hải quân hoặc là bằng các cái tiềm tử đỉnh nằm dưới lòng biển, thay vì là họ sử dụng không cái không quân thì họ bây giờ họ sử dụng không quân để quấy nhiễu cái vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đó là tôi nghĩ rằng đây là cái chiến thuật của Bắc Kinh, bởi vì trong một chưa đầy một tháng, từ ngày chính tây tháng 6 cho tới bây giờ là chưa đầy một tháng mà họ đã có 10 lần tiếp cận vào trong cái vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Thì tôi nghĩ rằng không phải đây chỉ là cái thông điệp bình thường mà nó là một cái chiến thuật của Bắc Kinh, của quân đội Bắc Kinh nha các bạn. Theo chủ quan của anh Phong, nếu Cộng sản Trung Quốc sụp đổ, Cộng sản Việt Nam có sụp đổ dây chuyền như Đông Âu không? Không. Tôi khẳng định là không luôn. Cộng sản Việt Nam sẽ đổi màu để tiếp tục cai trị. Không có gì thay đổi hết nha. Ok. Hoa Kỳ chính thức đưa Antifa vào nhóm khủng bố, đã Tổng thống Trump đã nói rồi và đã ký cái sắc lệnh đó rồi, là đưa Antifa trở thành một trong những nhóm khủng bố nội địa. Đó là cái mà chính thức từ cái hôm mà bùng nổ cái các cuộc bạo động cho tới bây giờ rồi các bạn nha. Rồi tiếp tục. Mặc dù Trung Quốc là nền kinh tế thứ hai trên thế giới nhưng thu nhập người nghèo còn quá thấp nên Trung Quốc xếp vào hạng quốc gia đang phát triển phải không anh Phong? Đúng. Tức là nền kinh tế của họ phát triển rất mạnh, đứng hàng thứ hai trên thế giới. Nhưng mà lợi tức trên đầu người của họ vẫn thấp nhất. Tức là bây giờ hôm trước Lý Khắc Cường có thú nhận là 600 triệu người Trung Quốc có lợi tức là 141 Mỹ Kim một tháng. Tức là chưa tới 150 một tháng, có nghĩa là chưa tới 2.000 đô một năm. Thì chính điều này mà Bắc Kinh vẫn đội đội cái nón là quốc gia đang phát triển. Thì cái vấn đề ở chỗ này, kinh tế lớn hàng thứ hai, vậy thì khối tài sản đó đi đâu? Mà tại sao nó không được rải đều cho tất cả dân chúng của Trung Quốc? Hay là nó chỉ tập trung vào một số những thành phần cai trị ở Trung Quốc và có quan hệ với cái đảng cai trị ở Trung Quốc làm giàu cho những thành phần này? Cái khối tài sản của một nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới nằm ở chỗ nào mà tại sao dân Trung Quốc trên 600 triệu người lợi tức dưới 141 Mỹ Kim một tháng? Thì các bạn đủ hiểu rồi nha. Ok. Rồi,
Người Hồng Kông đã thua, dân Hồng Kông còn hay đường một là tị nạn hay liều mạng vào tù. Thì bây giờ tôi đã nói các bạn, Bắc Kinh đã áp dụng đạo luật này, thì thua thì chưa thua, nhưng mà người Hồng Kông sẽ gặp khó khăn hơn trong công cuộc đấu tranh của họ thì đúng hơn. Họ không thua, họ chỉ gặp khó khăn và bị đe dọa tới tánh mạng và sinh mạng của họ trong cuộc đấu tranh nhiều hơn so với trước đây. Chứ họ đâu có thua. Cuộc tranh đấu của họ là cả thế giới đã thừa nhận và cả thế giới đã lên tiếng rồi thì họ đâu có thua các bạn nha. Ok. Có điều thế giới lên tiếng vẫn chỉ là cái miệng, ngoại trừ Hoa Kỳ nha. Trung Quốc chưa bị khủng hoảng kinh tế, cái này Trung Quốc có bị là người dân không hiểu biết chuyện gì xảy ra, người dân tìm mọi cách để kiếm tiền kể cả bán con ruột. Và đó là cái mà tôi gọi là bất ổn xã hội tại Trung Quốc. Bởi vì khi mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc á, mà bắt đầu đối diện với cái cơn khủng hoảng kinh tế đó, thứ nhất họ không có cái giải pháp căn bản, họ chỉ dùng những cái giải pháp trên ngọn, tức là những cái giải pháp cấp cứu tạm thời, chứ họ không dùng những cái giải pháp căn bản để giải quyết cái mấu chốt của vấn đề. Chính vì vậy xã hội Trung Quốc sẽ bị loạn. Loạn ở chỗ là người dân sẽ bất chấp tất cả luật lệ để có thể kiếm ra tiền mua sữa cho con hay là bảo vệ cho gia đình của họ. Và chính vì vậy họ sẵn sàng vi phạm tất cả những cái gì mà Cộng sản Trung Quốc gọi là luật lệ của Cộng sản Trung Quốc, kể cả việc gọi là đi cướp bóc, kể cả việc đi bắt cóc, kể cả việc cướp người, bắt người lấy nội tạng bán, kể cả việc mà bán con vân vân. Và tất cả những chuyện đó nó sẽ làm cho xã hội trở nên băng hoại và bất ổn. Và cuối cùng nó sẽ đẩy xã hội đi vào cái sự gọi là đại khủng hoảng nha các bạn. Đó là cái điều mà chúng ta đã nhìn thấy ngay từ lúc đầu, và chúng ta đã có những cái tiên đoán chủ quan ngay từ lúc đầu là xã hội Trung Quốc sẽ như vậy. Trừ phi Đảng Cộng sản sớm rút khỏi quyền lực thì nó sẽ không đưa dân tộc Trung Quốc đi vào cái cơn khủng hoảng này. Còn nếu mà họ còn bám víu quyền lực cho tới giờ phút cuối cùng đó thì người dân Trung Quốc lãnh hậu quả lớn nhất nha các bạn. Rồi. Wow, tiếp tục nha. Ok. Wow, nó đẩy lên một cái quá nhiều luôn. Theo anh Phong, Hoa Kỳ có dám đưa tàu chiến vào vùng 12 hải lý ở Hoàng Sa khi đã Trung Cộng đang ta tập trận hay không? Hoa Kỳ sẽ không làm chuyện đó, không phải không dám. Nhưng Hoa Kỳ không xen vào những vùng là lãnh thổ tranh chấp và họ vẫn phải tôn trọng luật biển UNCLOS năm 1982. 12 hải lý từ cái baseline là cái chủ quyền của một quốc gia. Còn bây giờ tranh chấp giữa nhau với nhau thì họ sẽ không làm chuyện đó. Bây giờ dù Hoa Kỳ có đủ khả năng tiếp cận và xông lên đảo luôn, chứ không nói là vô 12 hải lý đâu, Hoa Kỳ dư khả năng làm chuyện đó. Nhưng Hoa Kỳ vẫn phải tuân thủ luật quốc tế, làm gì cũng phải tuân thủ luật quốc tế. Và luật quốc tế đã quy định 12 hải lý đó là thuộc chủ quyền của một quốc gia. Thì bây giờ cái khu vực Hoàng Sa trên nguyên tắc nó là của Việt Nam, nhưng Trung Quốc đã chiếm đóng từ năm 1974. Vậy thì giữa Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia nắm chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa. Hoa Kỳ phải tôn trọng cái chủ quyền đó 12 hải lý ở bên ngoài chứ. Bất kể đó là thuộc chủ quyền của Trung Cộng hay là của Việt Nam. Ok, thì Hoa Kỳ không xen vào. Tôi nói quý vị, Hoa Kỳ khẳng định đường tự do hàng hải trên Biển Đông nằm giữa Hoàng Sa và Trường Sa. Ở trên là Hoàng Sa, ở dưới là Trường Sa. Ở đoạn ở giữa này là cái đường tự do hàng hải. Thì Hoa Kỳ khẳng định cái khu vực này. Chứ Hoa Kỳ đâu có nói Hoàng Sa là tự do hàng hải đâu. Hoa Kỳ cũng đâu nói Trường Sa là tự do hàng hải đâu. Hoa Kỳ chỉ khẳng định cái đường hàng hải quốc tế, cái đường biển quốc vùng biển quốc tế là đường tự do hàng hải thôi. Cho nên những cái câu hỏi các bạn đặt ra đó là dù đủ khả năng, hoặc là Hoa Kỳ dư khả năng để tiếp cận và chiếm luôn tất cả các đảo đó luôn, nhưng Hoa Kỳ không làm. Bởi vì nó thuộc về chủ quyền của một quốc gia khác nha. Ok. Rồi. Theo tôi Trung Cộng không dám khơi chiến Đài Loan trong lúc này, chỉ gây rối thôi. Nếu Trung Cộng nổ súng đã bị đánh hội đồng ngay lập tức, sẽ bị đánh hội đồng ngay lập tức. Vấn đề ở chỗ ai cũng biết Cộng sản Trung Quốc không dám có một cái cuộc chiến với bất kỳ một quốc gia nào. Tại vì họ biết rõ chiến tranh sẽ khiến cho họ sẽ bùng nổ tất cả những chuyện khác. Họ không muốn nhưng họ ở thế. Tôi vẫn không hiểu, các bạn vẫn không hiểu cái chuyện đó. Không muốn nhưng ở thế phải nổ súng và ở thế phải tấn công. Đó là cái thế nó khác. Còn muốn hay không muốn thì đương nhiên Cộng sản Trung Quốc, ông cố nội họ cũng không dám, không muốn chiến tranh nữa. Tại vì họ biết rõ chiến tranh sẽ khiến cho họ mất quyền lực. Nhưng mà họ ở thế không còn đường nào khác thì họ làm thôi.
cái thế nó khác và cái muốn nó khác nha. Ok, rồi tiếp tục. Hoa Kỳ có vùng nhận viện phòng không trên lãnh hải của mình không anh? Có chứ. Từ bờ biển Alaska chạy dài xuống tới vùng biển của Mexico, gần vùng biển Mexico, tất cả đều có vùng nhận dạng phòng không của Hoa Kỳ cả nha. Ok, Trung Quốc đã xem thể chế Hồng Kông là mối đe dọa thay vì xem Hồng Kông là tấm gương để Trung Quốc thay đổi, nên Trung Quốc muốn đánh đồng hóa Hồng Kông cùng thể chế độc tài như Trung Quốc ở Đại Lục. Đó là cái điều mục đích của Đảng Cộng sản. Họ không muốn cái thể chế của Hồng Kông là một biểu tượng thành công. Do đó, và nó là ảnh hưởng tới quyền lực của Đảng Cộng sản. Chính vì vậy Bắc Kinh đã bằng mọi giá là phải thâu tóm cái quyền cai trị ở Hồng Kông nha các bạn. Nhìn cho kỹ, Trung Quốc sản xuất sáng tạo thế giới món đồ gì cho người dân xài hết? Đó là cái mà tôi nói với các bạn. Cuối cùng chỉ là những cái nhu liệu thôi, viết những cái nhu liệu, những cái app thôi. Còn về những cái hạt que, tức là những cái thiết bị đó, Trung Quốc không sản xuất được gì hết, toàn là ăn cắp của người khác không. Tôi chưa thấy có một cái thiết bị nào mà Trung Quốc sản xuất hết và Trung Quốc sáng tạo ra hết, toàn là ăn cắp của người khác không à. Còn nếu mà họ nói sáng tạo, họ chỉ ngồi viết những cái nhu liệu, tức là programmer thôi, thì cái đó có. Họ viết những cái app này họ để sử dụng thôi, nhưng mà cái thiết bị của những cái máy đó họ không sản xuất. Họ sản xuất nhưng mà họ không có phải là do họ sáng tạo ra, họ ăn cắp của người khác về, hay là ép những công ty khác giao cái kỹ thuật đó cho họ để họ sản xuất thôi. Và họ sản xuất với giá rẻ để họ cạnh tranh thôi. Thì đó là cái mà chúng ta đã thấy rồi nha các bạn. Rồi, theo anh, tình hình lũ lụt có ảnh hưởng tới nạn đói trên khắp vùng lãnh thổ Trung Quốc không? Tiếp theo thiên tai bao giờ cũng là nạn đói. Tức là lục lội, động đất thì tiếp theo đó nó sẽ là nạn đói. Có điều là bây giờ nạn đói này, kỳ này Trung Quốc sẽ bị nặng nề là bởi vì họ đang bị thiếu hụt lương thực nữa. Do đó thiên tai nó sẽ làm cho mùa màng và tất cả mọi thứ bị mất. Và nó đưa cái quốc gia đó vào tình trạng khó khăn hơn về thực phẩm. Thì cái chuyện này là hầu như trong lịch sử chúng ta đều nhìn thấy rất là rõ ràng. Mỗi khi mà có thiên tai nhân họa đều có nạn đói đi theo nha. Ok, vậy nếu Đài Loan bắn máy bay Trung Quốc khi xâm phạm vùng nhận diện phòng không thì chắc chắn có chiến tranh nổ ra, Mỹ có thể lấy cớ đó để tiến hành cuộc chiến hợp lệ không? Khi Đài Loan bắn, Mỹ sẽ hỏi, ê, trước khi anh bắn anh có cảnh cáo chưa vậy? Theo luật của quốc tế anh có cảnh cáo người ta chưa vậy? Đài Loan nói, tôi bắn luôn, nó vô nhiều lần quá rồi, tôi cảnh cáo mệt quá, tôi bắn luôn. Nó vậy không được, tôi không thể giúp anh được. Cái này là anh cố tình khiêu khích. Trên nguyên tắc, anh muốn tôi giúp tôi, anh bảo vệ anh, thì anh phải làm đúng thủ tục quốc tế đã. Anh phải cảnh cáo 3 lần trước khi nổ súng. Bây giờ mới cảnh cáo lần đầu nó bay ra rồi, làm sao Đài Loan bắn đây? Đó là luật quốc tế. Bất cứ gì cũng vậy, các quý vị phải lên tiếng cảnh báo trước để cho người ta đi ra. Khi người ta đã tuân thủ, người ta đi ra rồi thì không có lý do gì quý vị bắn theo hết. Mặc dù nhiều lần xâm phạm, nhưng mà đó vẫn là luật quốc tế. Nhiều lần tiếp cận, ok? Thì đó là luật quốc tế thôi. Do đó các bạn đừng nghĩ rằng là Đài Loan nổ súng. Cho tới khi Đài Loan cảnh báo 3 lần mà máy bay của Trung Quốc vẫn còn nằm trong cái vùng nhận dạng phòng không của họ, thì họ mới bắn. Tại vì lúc đó đâu phải là ô, Đài Loan nổ súng rồi là Mỹ nhào vô. Không có các bạn. Họ nhào vô, nhưng mà họ phải tìm hiểu toàn bộ sự kiện trước khi họ đưa ra quyết định. Chứ không phải là nhào vô làm ầm ầm. Ok. Tại vì sao? Hoa Kỳ còn phải thuyết phục cộng đồng quốc tế nữa. Họ còn phải thuyết phục cộng đồng quốc tế là tại sao họ giúp cho Đài Loan. Là tại vì Đài Loan bị uy hiếp và Đài Loan đã cảnh cáo mà Trung Quốc vẫn cứng đầu. Thì lúc đó Đài Loan bắn thì Hoa Kỳ có quyền bảo vệ. Còn bây giờ Đài Loan mới lên trực thăng, mới bay, chiến đấu cơ mới bay lên là máy bay Trung Quốc bay mẹ ra ngoài rồi. Thì làm sao bắn đây các bạn? Nha, ok. Anh Phong, Đài Loan có dàn hỏa tiễn đánh trận tìm thị đỉnh không? Theo tôi biết thì các tìm thị đỉnh của Đài Loan chế tạo, họ có lắp đặt một số những cái hỏa tiễn nằm ở trong cái tìm thị đỉnh đó và có khả năng là chống lại tất cả những tìm thủy đỉnh dưới mặt nước, và Đài Loan chế tìm thủy đỉnh của mình cho nó thích hợp với cái vùng biển dễ bị động đất ở khu vực này. Do đó tìm thủy đỉnh của Đài Loan nó nhỏ hơn, nó gọn hơn, nhưng nó hoạt động rất linh hoạt, rất là nhanh so với cái tìm thủy đỉnh cồng kềnh của Bắc Kinh. Bắc Kinh vì khoe khoang cái sức mạnh quân sự, họ chế tạo những cái tìm thủy đỉnh rất là lớn và rất là cồng kềnh, nó thích hợp ở ngoài biển khơi. Nhưng quý vị biết là cái eo biển Đài Loan rất là hẹp. Thứ nhất, thứ hai nữa là khu vực Đài Loan nó nằm chung trong cái dãy núi lửa với lại
Nhật Bản và Indonesia chạy dài xuống đó. Do đó, cái khu vực động đất ở Đài Loan rất nhiều. Cứ cách tuần 2 tuần là ngoài khơi của Đài Loan đều có động đất. Do đó, khi Đài Loan chế tạo những cái tiềm thủy đỉnh là nó thích hợp với cái môi trường biển của Đài Loan. Vì vậy, nếu mà đối đầu với Trung Quốc, tôi nghĩ rằng tiềm thủy đỉnh của Đài Loan có hiệu quả hơn tiềm thủy đỉnh của Trung Quốc. Bởi vì tiềm thủy đỉnh Trung Quốc rất cồng kềnh. Và những cái bãi đá ngầm ở dưới eo biển Đài Loan này nọ đó là tiềm thủy đỉnh cồng kềnh của Trung Quốc khó di chuyển hơn nha các bạn. Rồi tiếp tục cái gì đây, em làm nghề âm thanh nhưng chương trình ca nhạc diễn ở China thì họ toàn dùng đồ nước ngoài, không hiểu ý của em là cái gì luôn. Ok, theo anh có cách nào, Hoa Kỳ có cách nào cho Trung Quốc sập bẫy nổ súng trước đập luôn không? Hoa Kỳ không cần phải có cách nào cả. Với cái áp lực bây giờ, theo tôi thấy, với cái áp lực bây giờ mỗi lúc một tăng thì trước sau gì Bắc Kinh ở thế phải nổ súng. Không cần phải gài bẫy con khỉ gì hết, tại vì các bạn tự nôn nóng quá, các bạn muốn nổ súng ngày mai. Các bạn muốn chiến tranh bùng nổ ngay ngày mai để các bạn chứng kiến cảnh Hoa Kỳ đánh Trung Quốc. Đó là cái lòng mong muốn của các bạn thôi. Nhưng mà Hoa Kỳ có chiến lược của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ biết được những người lãnh đạo ở Bộ Quốc phòng, họ biết được thời điểm nào xảy ra chiến tranh. Với những cái áp lực mà cái chiến lược họ đi tới, có điều họ không nói ra. Chúng ta không biết và chúng ta chỉ dự đoán trên cái suy nghĩ của chúng ta thôi. Ok? Chứ không phải là Hoa Kỳ đã đóng dần những cánh cửa thì có nghĩa là những cái đó sẽ khiến cho Bắc Kinh phải ở cái thế tấn công rồi. Có điều là nó không xảy ra giống như các bạn muốn trong cái thời điểm các bạn muốn. Các bạn muốn ngày mai là phải nổ súng ngay trên Biển Đông. Tàu chiến của Mỹ phải bắn tàu chiến của Trung Quốc. Về chiến chiến đấu cơ của Hoa Kỳ phải là tấn công vào lục địa của Trung Quốc. Các bạn muốn như vậy. Nhưng các bạn muốn là một chuyện. Còn Hoa Kỳ sắp xếp chiến lược của họ là một chuyện khác. Ok? Và đừng cứ còn suy nghĩ là Hoa Kỳ phải gài bẫy Trung Quốc chuyện này chuyện kia để cho họ nổ súng. No. Hoa Kỳ đã có chiến lược và cái chiến lược đó buộc Cộng sản Trung Quốc chỉ có 2 lựa chọn. Một là họ nổ súng. Còn hai là chấp nhận cái game của tất cả thế giới là phải buông bỏ quyền lực để thay vào đó một cái thể chế khác bầu cử rõ ràng. Nó là hai cái thôi. Là cái thế ép của Hoa Kỳ nằm ở chỗ này nha các bạn. Rồi tiếp tục. Số mạng Đài Loan thật là mong manh, ông Trump là trấn cho Đài Loan, ông Trump hết nhiệm kỳ hay Đài Loan chống chọi nổi lên không? Chống chọi, trời ơi, viết chữ mà cũng viết không, tôi cũng không biết là viết cái gì nữa. Ok, bây giờ tôi nói quý vị, số mạng của Đài Loan không có mong manh mà vẫn như bàn thạch luôn. Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, với cái sự liên lạc mật thiết với Nhật Bản và của Nam Hàn, Đài Loan đang vững như bàn thạch. Trung Quốc đe dọa mấy chục năm cũng không dám đụng tới một sợi lông chân của Đài Loan. Đó là cái mà chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng. Ok? Và cái thứ hai nữa, trên tờ USA Today đã kích cái tờ báo này là cái tờ báo cánh tả nha. Chửi bới ông Trump một một ngày á, mỗi một ngày đó, ít nhất nó có 3 bài chửi ông Trump. Mà ngày hôm nay á, nó lại có một cái bài viết và nó nói rằng Tổng thống Trump phải chứng tỏ cái sự bảo vệ cho Đài Loan bằng cách là viếng thăm Đài Loan. Tức là nó tìm cách nó kích Tổng thống Trump tới viếng thăm Đài Loan luôn đó. Thì tôi chỉ biết là Tổng thống Trump khi mà ông đọc bài này thấy như thế nào. Nhưng mà rõ ràng nó đã bắt đầu nó tìm cách nó kích hoạt lên đó. Các bạn thấy chưa? Nhưng mà tờ báo này là tờ báo rất rất là cực tả. Tờ báo này một ngày trung bình nó có khoảng 3 tới 4 bài bình luận chửi bới Tổng thống Trump nha các bạn. Rồi tiếp tục em nghĩ Trung Quốc gì đây? Thà đối đầu với ăn đồ dễ hơn là đánh Đài Loan, còn Mỹ sẽ khó gì đây? Viết không có dấu tôi đọc không được luôn nha. Ok. Chiến tranh chắc chắn xảy ra, Cộng sản Trung Quốc sẽ thua và mất ghế Cộng sản giống như quân Việt Nhật thua đệ nhị thế chiến. Thì tôi nói là cuộc chiến này là cái thế. Cộng sản biết rõ họ không dám có chiến tranh nữa. Họ sợ chiến tranh lắm. Với nhất là trong cái thời đại chiến tranh trong thời đại mới này. Tất cả đồ của họ chỉ là đồ đi ăn cắp. Cho nên họ rất sợ chiến tranh. Vì vậy mà họ tìm đủ mọi cách họ quậy nóng nhưng mà họ không dám đi tới chiến tranh. Có điều là cái thế đẩy họ phải vào chiến tranh. Cái thế nha các bạn. Nha. Ok. Rồi tiếp tục. Anh kia sợ Trung Quốc gì đây? Tôi không biết luôn các bạn muốn nói cái gì nữa. Ok.
G7 Liên Quân cũng dư sức lăn xê xé lẻ Trung Quốc ra nhiều quốc gia nhỏ, nhưng mà khối G7 không phải là một liên minh quân sự. Khối G7 là 7 cường quốc kinh tế trên thế giới. Nó không có dính dáng gì tới quân sự hết. Các bạn phải hiểu rõ những tổ chức trên thế giới đâu ra đó. Cái nào về quân sự, cái nào về kinh tế nó không hề dính dấp với nhau. Ví dụ Liên hiệp Âu Châu là cái sự nối kết của 27 nền kinh tế của Âu Châu lại. Nó là một cái tổ chức chuyên về kinh tế và chính trị. Còn Liên minh NATO, nó gồm 30 thành viên, thì nó là một liên minh quân sự. Nó gọi là Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Nó là một cái tổ chức khác, không dính dáng gì tới cái Liên hiệp Âu Châu cả. Thì cái G7 cũng vậy. G7 là 7 cường quốc kinh tế trên thế giới. Nó cũng chả liên quan gì tới quân sự cả. Cho nên các bạn gọi liên quân G7 là tầm bậy nha. Ok. Rồi tiếp tục. Tôi không mong muốn chiến tranh vì Mỹ còn rất nhiều bài diệt Trung Quốc không cần tiếng súng. Tôi thì nghĩ rằng khác với bạn đó. Đối với Cộng sản Trung Quốc, chỉ có cái cách duy nhất là nổ súng mới triệt tiêu được họ thôi. Còn đánh kinh tế hay đánh tất cả những điều khác, họ chỉ khó khăn hơn thôi, nhưng họ không sụp đổ. Cách duy nhất để cho đảng Cộng sản sụp đổ là súng đạn, bởi vì họ cướp quyền lực bằng bạo lực, bằng súng đạn. Do đó, họ sử dụng tối đa cái quyền lực này bằng vũ lực, bằng súng đạn để cai trị. Cách duy nhất lật đổ họ không phải là kinh tế, không phải là đóng cửa và trừng phạt kinh tế, mà chính là vũ trang. Đối với tôi là đối với tôi Cộng sản Trung Quốc chỉ sụp đổ khi có tiếng súng nổ thôi. Còn bây giờ các bạn dùng tất cả những cái tác lực khác đó thì nó sẽ kéo dài cái mạng sống của Đảng Cộng sản khó khăn hơn thôi. Bây giờ chứng minh nè, Cuba bị cấm vận nửa thế kỷ rồi đó. Nửa thế kỷ rồi đó. Chỉ cần một nhóm quân Hoa Kỳ tấn công Cuba là dẹp ngay cái đám Cộng sản Cuba rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ không làm, chỉ cấm vận kinh tế, và cuối cùng thì Cuba có thay đổi chế độ không các bạn? Không có. Bắc Hàn cũng vậy. Do đó, chỉ có tiếng súng, chỉ có súng nổ, chỉ có chiến tranh thì mới có thay đổi được cái vận mạng của người Trung Quốc. Do đó, cái suy nghĩ của bạn là cái suy nghĩ mà tôi gọi là gì? Bị cái đám cánh tả nó cứ bơm là chiến tranh, sợ chiến tranh, sợ chiến tranh. Đối với những người mà ở Mỹ này lâu năm đó, họ không sợ chiến tranh. Người Mỹ đặc biệt không sợ chiến tranh. Tại vì mỗi một lần có một cuộc chiến, họ lại tái lập lại được một cái nền trật tự khác. Người Mỹ là coi như mỗi đời tổng thống đều tham chiến mà. Họ không sợ chiến tranh. Chỉ có những người xuất phát từ thể chế cộng sản đó, nó sợ chiến tranh lật đổ quyền lực của nó, cho nên nó dùng chiến tranh nó đe dọa hết người này tới người khác. Nào là thấy chưa, cuộc chiến Việt Nam nè, cuộc chiến Libya nè, cuộc chiến Iraq nè, dân chết chóc tùm lum hết kìa. Nó dùng những cái đó nó hù dọa người ta. Ok các bạn, đó phải tập suy nghĩ theo cái lối của Mỹ đi. Ok. Rồi tiếp tục. Wow, muốn biết rõ sức mạnh của Mỹ thì nhớ lại 300 đặc nhiệm của Nga bị bốc hơi không dấu vết. Tôi không hiểu chuyện này muốn nói cái gì đây. Ok. Nhóm 4 nước Ấn, Nhật, Mỹ, Hàn có đủ sức kiềm chế Trung Quốc hơn ngang trên Biển Đông hay không? Ngược lại, Trung Quốc có đủ sức để gây hấn trên Biển Đông, trên khu vực biển Á Châu Thái Bình Dương với nhóm 4 quốc gia này hay không? Câu hỏi phải đặt ngược lại. Liệu với sự kiềm chế của những quốc gia này, Trung Quốc có khả năng làm được tới cái gì? Bây giờ đó, nội cái Biển Đông không Hoa Kỳ xuất hiện là Trung Quốc nổi điên lên rồi. Mới có một mình Hoa Kỳ thôi. Chưa phối hợp với Ấn Độ, chưa phối hợp chính thức với Nhật Bản đó. Mà Trung Quốc đã nổi điên lên rồi. Thì bây giờ thêm 3 quốc gia kia nữa đó, thì coi như Đảng Cộng sản Trung Quốc là bị chặt dồi luôn đó các bạn. Vấn đề đặt ngược lại thì hay hơn. Là không phải là 4 quốc gia này kềm chế nổi Trung Quốc hay không, mà Trung Quốc có khả năng tới đâu với sự kềm chế của 4 quốc gia này. Ok. Rồi tiếp tục. Theo anh, nếu chiến tranh bùng nổ, Hoa Kỳ có sử dụng những máy bay không người lái, những tên lửa đạn đạo gì đây, tầm xa để hạn chế tổn thất về nhân sự? Cái thứ nhất là bạn dùng rất đúng cái chữ mà tôi nghĩ rằng là bạn viết lại nên đúng hơn. Thứ nhất, chữ Hoa Kỳ là y dài chứ không phải y ngắn. Bắt chước mấy thằng cộng sản tiết kiệm mà thay đổi tầm bậy tầm bạ, đó là cái điều không đúng. Thứ hai, chúng tôi gọi là hỏa tiễn đạn đạo. Chữ tên lửa đạn đạo là các bạn thấy là cái chữ mà nửa nạc nửa mở không? Đạn đạo là tiếng Hán Việt, tên lửa là cái tiếng Việt.
Bây giờ dùng tên lửa đạn đạo là nghe nó có thể là nửa nạc nó mở không? Một, các bạn gọi là hỏa tiễn đạn đạo. Hai, các bạn gọi bằng tiếng Anh luôn. Ok. Thứ ba là cái máy bay không người lái, cái drone á, ok, thì là tất cả mọi cái này Hoa Kỳ đều sử dụng hết. Và trong đó tất cả những cái dàn hỏa tiễn của Hoa Kỳ đều có khả năng tấn công và đều có khả năng phòng thủ. Do đó, tất cả những cái này là thuộc dạng vũ khí ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ sử dụng khi bất cứ có cuộc chiến nào trong giai đoạn mới nha các bạn. Nhất là những cái drone. Những cái drone mà bạc định là máy bay không người lái đó. Thực ra những cái drone đó nó được điều khiển bằng cái remote control ở dưới mặt đất. Và nó điều khiển từ trên cái drone đó có thể có hình ảnh quan sát trực tiếp live nó gọi là prime video đó, tức là live trực tiếp đó. Thứ hai là nó điều khiển được những cái hệ thống hỏa tiễn lắp đặt ở trên chiếc drone và bắn vào mục tiêu bằng cái hệ thống định vị GPS nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Wow. Vì sao Trung Quốc không lũ lụt mà còn tập trận trên Biển Đông, không lo lũ lụt tập trận trên Biển Đông? Có phải Trung Quốc muốn đẩy lửa ra bên ngoài? Thì tôi đã nói rồi. Các bạn cần đâu cần lặp lại câu hỏi này chi đâu. Tôi trả lời và tôi giải thích trong rất nhiều những cái chương trình mà livestream của tôi rồi nha. Ok. Wow. Trung Quốc bị Hoa Kỳ đánh, Đảng Cộng sản tan rã, Hồng Kông tuyên bố được lập công chúa phong. Cái đó tùy theo người dân Hồng Kông. Mà tôi nghĩ rằng nếu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tan rã và sụp đổ, tôi nghĩ rằng những người dân Hồng Kông sẽ tuyên bố lập quốc. Họ thành lập một quốc gia riêng biệt với cái nền pháp trị đã có sẵn, với cái xã hội dân chủ đã có sẵn, thì họ sẽ có thể họ thành lập một cái quốc gia riêng biệt. Đó là nếu như Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ nha các bạn. Rồi, người Mỹ không sợ chiến tranh vì tòa Bạch Cung luôn đưa ra chính sách bảo vệ binh lính Mỹ, còn Cộng sản đẩy binh lính dân thường ra phía trước. Tôi nói với các bạn, nếu là sống ở Mỹ lâu năm, các bạn sẽ thấy người Mỹ không sợ hãi chiến tranh. Còn nếu mà các bạn sống ở những xứ Cộng sản đó, suốt ngày nó đăng báo, nó nói là chiến tranh giống như Libya, người chết máu tang thương này nọ, rồi chiến tranh giống như Iraq, rồi chiến trường này chiến trường kia, nó đem tất cả những cái chuyện mà khủng khiếp của chiến tranh để nó hù dọa người dân nó. Tại vì sao? Nó giữ quyền cai trị, nó nói các anh mà lật đổ tôi đó, là nước này sẽ nội chiến đó, và nước này nội chiến rồi đó thì sẽ chiến giống như Libya đó, chiến tranh bùng nổ đó. Nó làm cho người dân sợ hãi. Thực ra bản chất sợ chiến tranh nhất đám chính là đám cộng sản. Đám cộng sản là những kẻ sợ chiến tranh nhất, tại vì chiến tranh sẽ cướp đi quyền lực của tụi nó nha. Ok. Rồi, drone của Hoa Kỳ lên YouTube xem không khác gì trong game, bắn phát nào trúng phát đó. Đó là hệ thống drone của Hoa Kỳ, một cái drone như vậy các bạn biết tốn bao nhiêu tiền nha. Có phải người da màu Đảng Dân Chủ đang muốn tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 không vậy? Người da màu là ai? Họ nói rõ tên họ đi, tôi không biết. Ok, ngày hôm nay thì anh chàng ca nhạc sĩ rap gốc da đen tên là Kanye West thì tuyên bố là ra tranh cử Tổng thống. Nhưng mà giờ phút này mà mới tuyên bố tranh cử thì quá trễ rồi nha. Ok. Trung Cộng có thiết bị phá sóng máy bay không người lái không? Đúng không anh Phong? Ai nói vậy? Thứ nhất là xin lỗi, điều khiển cái drone đó không phải là sóng. Nó điều khiển bằng cái hệ thống sensor nha. Nó điều khiển bằng hệ thống sensor và nó không phải là sóng để bị phá nha các bạn. Và nó được điều khiển bằng satellite, tức là bằng vệ tinh chứ không phải bằng sóng như các bạn nghĩ, bằng cái wave giống như các bạn nghĩ nha. Cho nên các bạn nghe những cái tin của những thằng bịp bọm đó lên tiếng nó nói chuyện này chuyện kia thì các bạn ráng chịu nha. Rồi tiếp tục. Xét về số phi đạn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bên nào nhiều hơn? Thứ nhất, về phi đạn của Hoa Kỳ á, và hỏa tiễn của Hoa Kỳ đó, cho tới giờ phút này Hoa Kỳ và Nga, Hoa Kỳ có và Nga cộng lại gần 8.000 đầu đạn nguyên tử. Trung Quốc chưa tới 300 cái. Và Hoa Kỳ với Nga khoảng mỗi người mỗi một quốc gia khoảng 4.000 đầu đạn nguyên tử. Gần 4.000 đầu đạn nguyên tử. Ok, rồi Pháp cũng sở hữu khoảng 1.000 mấy trăm cái đầu đạn nguyên tử. Trung Quốc có khoảng chừng 200-300 cái thôi. Thì các bạn nghĩ đi, là số lượng đầu đạn hỏa tiễn của Hoa Kỳ là bao nhiêu? Và Hoa Kỳ còn bán cho những quốc gia khác nữa. Trung Quốc có bán không? Trung Quốc có bán những cái vũ khí hạng nặng như là hỏa tiễn đạn đạo tầm xa, tầm trung, tầm ngắn không?
Trung Quốc có bán xe tăng không? Trung Quốc có bán chiến đấu cơ không? Chỉ có Hoa Kỳ bán thôi. Thì nội nhìn con số đó thôi đã đủ hiểu ai, cái quốc gia nào sản xuất nhiều hơn rồi. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Trong thời ông Trump chỉ đánh kinh tế, ông chưa muốn có cuộc chiến quân sự nào, chưa chắc. Bởi vì cuộc chiến quân sự là cuộc chiến cần thiết. Nhưng mà có điều ông Trump là một người làm kinh tế. Ông cẩn thận trong vấn đề này. Tại vì cái nước, cái quốc gia mà sẽ phải đối đầu bằng quân sự là Trung Quốc. Nó là một quốc gia lớn chứ không phải một quốc gia nhỏ. Do đó ông giới hạn chiến tranh với Iran. Ông sẵn sàng hòa hoãn với phía Bắc Hàn để mà ông tập trung nội lực vào Trung Quốc. Chứ không phải là ông không muốn chiến tranh nha. Bởi vì ông biết rõ chiến tranh để tái lập lại một cái nền trật tự của khu vực Á Châu Thái Bình Dương là rất cần thiết cho đất nước Hoa Kỳ. Do đó đừng có nói rằng là ông không thích chiến tranh nha các bạn. Ok. Khẩu hiệu của Tổng thống Trump là nước Mỹ vĩ đại trở lại, có nghĩa là Tổng thống Trump đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ mấy chục năm trước. Thời kỳ nước Mỹ vĩ đại trở lại tức là thời kỳ cực thịnh, khi mà cái mức sáng tạo của Hoa Kỳ đứng đầu thế giới, mức xuất cảng của Hoa Kỳ là đứng đầu thế giới, và cái lượng nhân công của Hoa Kỳ được xem là là giỏi nhất thế giới. Nhưng mà những đời tổng thống sau này, khi mà đặc biệt là dưới cái thời của Bill Clinton, khi đẩy cái gọi là toàn cầu hóa ra đó, thì nó đẩy người người Mỹ thụt lùi. Tức là những cái sản xuất của người Mỹ không còn nữa, nó chạy qua nước khác hết. Và thứ hai là mức bán của Hoa Kỳ đã bị cạnh tranh bởi Âu Châu và Trung Quốc với mặt hàng giá rẻ của Trung Quốc. Và thứ ba là cái việc mà các cái hãng xưởng đó vẫn không có một cái chương trình kích thích về cái sự sáng tạo tại Hoa Kỳ, mà họ chạy qua những quốc gia khác họ kích thích sự sáng tạo. Đó nó làm cho nước Mỹ đã mất đi cái tính chất của Hoa Kỳ. Do đó Tổng thống Trump kêu gọi sự Mỹ vĩ đại trở lại của nước Mỹ là kêu gọi tất cả những cái gì đã đóng góp làm nên một nước Mỹ, từng làm nên một nước Mỹ vĩ đại, phải quay về phục vụ cho nước Mỹ nha các bạn. Đó là cái ý của Tổng thống Trump, chứ không phải là Mỹ về quay lại mấy chục năm trước, mà sự vĩ đại này nó đáp ứng với thời đại mới và cái nhu cầu kinh tế, cái nhu cầu kỹ thuật mới nha. Rồi, khi chiến tranh thế giới, quân số hiện tại Hoa Kỳ có đủ hay không, hay là phải tổng động viên? Một câu hỏi rất là ngu, tôi phải chửi là ngu. Tôi đã từng nói rất nhiều lần, Hoa Kỳ dư sức để mà đáp ứng ba cuộc chiến một lượt. Những ai nghe đài của tôi đều đã biết những cái chuyện này. Tức là Hoa Kỳ có khả năng trong một lượt thực hiện ba cuộc chiến. Thì các bạn nghĩ rằng lực lượng Hoa Kỳ có thể chu toàn hay không? Mà tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn hỏi lại câu này. Trong khi Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ tham chiến gì cả. Thì nhìn là đã biết là ai thắng ai thua rồi nha. Ok. Rồi, tiếp tục. Mỹ thả lỏng Trung Quốc 40 năm quá đủ, lần này nhiệm vụ Tổng thống Trump phải kìm hãm họ lại. Đúng, lần này ông Trump sẽ là cái người phải thay đổi cái vận mạng của Trung Quốc, là họ không thể chơi những cái game cũ nữa. Họ không thể gọi là lừa gạt cộng đồng quốc tế bằng những cái ngôn ngữ, chung chung để tiếp tục trục lợi được nữa. Ông Trump đã làm rõ mọi thứ rồi nha các bạn. Anh có lần anh Phong nói về nhân quyền, tôi có cảm nghĩ giá trị phổ quát theo logic và thứ tự của nhân quyền, tự do, bình đẳng theo anh thế nào? Tôi đã nói với các bạn, cái giá trị đầu tiên hết của nhân quyền vẫn là cái quyền tự do ngôn luận, bởi vì nó là nguồn gốc của tất cả các loại tự do khác. Và cái giá trị của cốt lõi đó nó làm nên một nước Hoa Kỳ vĩ đại. Nó làm một đất nước Hoa Kỳ là gọi là thống trị thế giới luôn. Và bây giờ các quốc gia Âu Châu cũng nhờ cái đó đã từng một thời thống trị thế giới. Bây giờ chính những quốc gia Âu Châu đang đánh mất cái bản sắc của mình nha. Ok. Rồi, wow. Hoa Kỳ phát triển kỹ thuật vệ tinh đi tới 100 năm, Trung Quốc mới đi được 1% so với Hoa Kỳ. Đó là cái mà tôi đã nói với các bạn. Cái sự sáng tạo của Hoa Kỳ đã đi trước cộng đồng quốc tế cả 100 năm rồi, chứ không phải mới đây. Các bạn còn nhớ cái bây giờ nó hay gọi là cái fiber optic không? Cái fiber optic đó bây giờ nó là cái chất mà để mà dẫn nhiệt cho tất cả các internet, mà nó nhanh hơn, mà nó không có bị, nó tốt hơn đồng, nó tốt hơn bạc, đại khái như vậy đó. Thì cái này á, người Nhật phát hiện năm 1974. Họ phát hiện ra. Nhưng mà Hoa Kỳ đã phát hiện nó từ thập niên 50 rồi.
Thập niên 90 khi ông Bill Clinton ký cái Internet ra cho công chúng dùng là giữa thập niên 90. Trong đó cái Internet Hoa Kỳ, tình báo Hoa Kỳ sử dụng từ thập niên 50 rồi. Tức là Hoa Kỳ họ đã có trước hết rồi. Bây giờ các bạn dùng cái Internet đó là khi mà phía chính phủ Mỹ ký ra. Chứ nếu mà chính phủ Mỹ không, ông Clinton không ký ra đó, thì cái Internet, cái mạng lưới network này cũng chỉ có cơ quan tình báo CIA và một số cơ quan chính phủ Hoa Kỳ dùng thôi. Nhờ ông Clinton ký ra, cả thế giới dùng. Bây giờ nó nối kết tất cả mọi người trên thế giới lại. Nhưng cái kỹ thuật đó Hoa Kỳ đã sử dụng từ thập niên 1950. Chứ không phải là thời điểm 90 mới có đâu các bạn. Nha, ok. Họ đi trước rất là xa rồi. Họ đi trước rất là xa rồi, nha. Rồi, tiếp tục. Tôi chưa thấy quốc gia nào bị cấm vận mà cộng sản sụp đổ, chỉ khốn nạn cho người dân thôi. Sau 75 bị cấm vận, thiếu đường ăn, sụp luôn. Venezuela ăn rác vẫn còn sống sờ sờ. Gia Miu Lê nói rất là đúng. Cấm vận nó không làm cho cái chủ nghĩa cộng sản bị sụp đổ. Do đó, cuối cùng cái sự sụp đổ của nó phải đến từ cái gì? Phải đến từ một là người dân đứng dậy nổi loạn. Và thứ hai là chính thức nó sẽ có cuộc chiến tranh. Chỉ có chiến tranh mới khiến cho cộng sản chủ nghĩa cộng sản sụp đổ thôi. Còn đến lúc mà nó bị đói gần chết rồi, nó sẵn sàng vì quyền lực nó tiếp tục giữ nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Buổi sáng ngày hôm nay có nhiều người bên YouTube lại không xem được nữa, cho nên á là chỉ có 8.558 người, 680 người coi ở bên YouTube thôi. Còn bên Facebook thì là 11.300 người coi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Một lát nữa Phong sẽ trở lại trong chương trình thời sự cuối tuần. Xin các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào sự và cảm ơn sự theo dõi và đóng góp ý kiến của tất cả mọi người. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.